đội Thác Công Lipa, nơi thân thể nguyên bản lên của mày. Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem cái video clip thật là vui vẻ nào. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho máy một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm của mình nha. Tiếp tục là một cái con game LOK2, còn gọi là Lock 2, một cái server hoàng gia. Thì hôm nay mình sẽ vào trong đây review cho anh em một cái cây đồ hơn 10 củ ở trên người mình. Thì nó sẽ được những gì và nó cho chúng ta là những cái siêu phẩm gì ở trên người ngay và luôn cái thời điểm hiện tại mà top nó đã ra đồ cao chút xíu. Thì mình sẽ có một cái bộ đồ này để review cho anh em xem. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu với anh em, đây là một cái con Dark Knight, viết tắt còn gọi là DK, là một trong chủng tộc trong một cái con game MU Online. Ngay từ khi mới vừa ra mắt thì nhiều người đã đam mê chủng tộc này bởi nó có một cái sức mạnh tuyệt vời, rất là cao so với những cái class còn lại. Tuy nhiên nếu mà chơi được cho tốt, chơi được cho khỏe thì bạn phải thật sự đam mê và am hiểu về cái cách cộng điểm của nó. Điển hình như là mỗi cái server, mỗi một cái con game thì nó sẽ có cách cộng điểm khác nhau. Ví dụ cái con game là phiên bản Lock này thì nó sẽ cho chúng ta một cái hướng là E, DK phải đi theo hướng E, còn DK anh em đi theo hướng XTG còn gọi hướng Gen đó thì là hỏng việc ngay. Tuy nhiên nếu chơi được cái con DK ở cái giai đoạn đầu thì cực kỳ khó. Ngay từ khi mà sinh ra, chủng tộc này đã luôn chiến đấu kiên cường để bảo vệ những cái chủng tộc yếu đuối còn lại ở trong lục địa game MU với khả năng cận chiến cực khỏe. Và con DK là nỗi khiếp sợ của những cái con class khác. Những con hệ khác thì gặp DK đều phải là chùng chân, ngại một bước. Một con DK có một cái sức mạnh tuyệt vời vượt trội. Nó có toàn bộ như là kỹ năng tốt nè, sức chống chịu tốt, HP nó dày, tất cả nó sẽ hội tụ vào cái con DK. Và cái con DK nó có rất là nhiều cái bộ đồ để các anh em sắm sửa lựa chọn. Điển hình như là chúng ta có một cái set là xích đồng, một bộ đồ thiện phiến, một bộ đồ là gồng đỏ, gồng đen, gồng xanh, kế tiếp đó là thần long, quyền năng, còn hai loại cao cấp đó là titan và hoàng long. Thì những cái set đó ở trong cái con game của mình là đều có hỗ trợ cho anh em. Nếu mà set cấp 9 trở lên thì các anh em gớt lúa, còn set cấp 9 đảo xuống là bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Và bên mình hỗ trợ cho anh em là full đồ trên người, một bộ đồ 380, một cây công cụ đi farm là 380, một cái win bar và đặc biệt là mát cái gì set ngày luôn. Và không thể để cho các anh em chờ lâu thêm một chút xíu nào nữa, mình sẽ vào trong đây review luôn một cái cây đồ hiện tại mà mình đang BK làm clip làm like hôm nay cho các anh em biết. Thì ở đầu hôm thì mình làm clip và mình like tất cả những con game. Thích con game nào thì like con game nấy, không phải là theo ý mình nha, mà theo ý của anh em yêu cầu con game nào mình sẽ làm con game nấy. Và đặc biệt 21 giờ mỗi đêm thì mình like ở bên TikTok, mình sẽ like cái con game là LOK2, server là thằng ma, server hoàng gia. Và sắp tới đây bên mình sẽ cho ra một cái server mới, hay chừng nổi server mới mình cũng qua bên đó mình làm luôn để cho các anh em biết mà vào trong đây để chơi, để trải nghiệm cùng cái server bên mình nha. Đầu tiên thì mình có một cái win này, chỉ số của cái win này cho chúng ta là tiêu hao 2m5 thì chúng ta được cái win gì? Được cái win cuồng phong cộng 13, gia tăng sát thương là 65%, hấp thụ sát thương là 65%. Ở dưới đây chúng ta có 9% cơ hội loại bỏ phòng thủ đối phương và 5% phản. Ở dưới là thêm một cái dòng like là dòng sát thương thêm. Cái đó là không quan trọng, nhưng mà quan trọng là 9% và 5%. Đây là cho chúng ta một cái win gần max cấp chứ chưa được max cấp. Nếu nó cộng ở chỉ số là 15 và chỉ số loại bỏ phần trăm này nó cao hơn chút xíu nữa là sẽ được. Nhưng mà chưa, tại vì top nó đang sử dụng là cao hơn mình có tí xíu thôi. Chừng nào mà top nó có đồ nhích hơn chút xíu nữa thì bên mình sẽ cung cấp cho anh em đồ nó sẽ gần bằng top. Nếu mà các anh em chịu chơi có cách cải tiến khác thì các anh em sẽ farm top được bình thường. Tiếp theo là một bộ đồ cũng là cực kỳ là đắt đỏ chứ không phải rẻ đâu nha, một bộ đồ hoàng long. Nếu mà anh em nào chơi cái hệ nhu mì thì các anh em có thể là chơi hoàng long, còn nếu mà anh em nào chơi hệ là cơ bắp thì các anh em có thể là chơi cái hệ titan, thì nó cũng là đều bằng cấp với nhau một cái bộ đồ. Ở đây mình điển hình là mình sẽ lấy một cái áo và bộ đồ của mình là 5 món in 1 nha. Đây là một cái set hoàng long. Hoàng long cho chúng ta là HP là 8 nè, phản lại 5% sát thương và khả năng né là 4% sát thương. Thì cái set này cho chúng ta làm thiệt hại 2m5 nữa. Thì 2m5 với 2m5 là đâu đó là 5m rồi nha anh em. Chỉ có 2 món thôi, anh em phải gớt là 5m lúa. Ở đây là 5 món in 1, cái mũ cũng vậy luôn, cái quần cũng vậy nha, cái tay này cũng vậy nè, và cái chân cũng vậy luôn. Tiếp theo là cho chúng ta một cái cây kiếm. Cây kiếm này là cây kiếm level 2, còn gọi là kiếm cấp 2. Kêu thường gọi của nó là ABS anh em à. ABS cho chúng ta được gì? Cho
cho là tăng lượng phép lên là 473 phép. Tăng tiệt chiêu có một cái kỹ năng, đó là cái kỹ năng là bon lá, tăng sức sát thương hoàn hảo chúng ta là 10% và gia tăng sát thương thêm là 10% nữa. Các anh em thấy hai cái dòng 10 nha, chứ không phải là một cái dòng 10 dòng 6 như những cây vũ khí cấp thấp đâu. Vũ khí cấp cao nó sẽ cho chúng ta những cái dòng nó cực kỳ đẹp, cực kỳ to. Và các anh em thấy cái lực công nè, lực công của mình cái đam nhỏ nhất là 17.000, và khi cái đam to nhất là 20.000. Các anh em thấy cái lực công cực kỳ không, nên không cần phải cộng bua in quá nhiều, chúng ta chỉ cần một phần nào đó thôi là cái lượng đam chúng ta là đã cao ngất ngưỡng rồi anh em à. Và cái cây kiếm này cho chúng ta là 2m6 nha anh em, không có hề rẻ đâu. Và tiếp theo là chúng ta có một cái khiên, một cái khiên này với một cái trị giá thì nó hơi rẻ chút xíu, nhưng mà nó cũng tầm khoảng là 1m5 quay đầu đó. Đây là một cái khiên quả long cộng 13 cho chúng ta là 14% HP và khoảng 5% thôi. Nếu mà khoảng 10% nữa thì ai chơi anh em à. Tiếp theo thì mình có một cái cặp nhẫn ba ốp lần anh em, mỗi một chiếc là 1m. Đây cặp nhẫn ba ốp, cặp nhẫn thằng nha, đây là nhẫn thằng, nhẫn vít. Thì ở trên đây 1 ốp 2 ốp 3 ốp, và ở dưới đây khi mà chúng ta kích hai chiếc lại với nhau thì chúng ta được thêm đam, cái double đam thêm là được là 10%, thì chúng ta thêm được 10% đam nữa, hai chiếc là nó sẽ kích lên. Nếu mà anh em full một cái set dòng đỏ thì nó sẽ kích cho anh em hết trơn mấy dòng này luôn, nhưng mà nó không ăn thua, nó chỉ là ăn thua mình đeo hay như vậy thôi. Mình lấy cái dòng đam ở trên thôi là chúng ta là đã có rất là ok rồi. Chúng ta lấy một cái set cấp cao để chúng ta có một cái lượng thủ cho nó cao. Đây ví dụ là như vậy, chúng ta đưa vô thủ cho nó cao nha, thủ cái này là 3427, nó sẽ đều với nhau nha, 3427 nè. Nếu mà các anh em mặc những cái set khác thì nó sẽ thủ nó rất là thấp. Và kèm theo đó là chúng ta có một cái con đại quỷ đây. Một con đại quỷ này nó sẽ không bị mắc theo thời gian, nó sẽ còn vĩnh viễn cho anh em luôn. Có được một dòng hoàn hảo nhưng không hề rẻ nha anh em. Trên đây là một cái dây chuyền của mình đây. Nguyên cái combo này á thì tầm khoảng là hơn 2m nha. Ở đây mình chỉ tính một cái chung chung thôi, thì cái bộ đồ trên người của mình đâu đó là hơn 10m nha anh em. Hơn 10m thì chúng ta có một cái gì đó ở một cái server, chúng ta có một cái tiếng nói gì đó ở server, thì anh em có thể là farm ngọc tốt, đi kit bãi quái tốt, hay là đi làm BK cũng tốt luôn, hay là mình có thể là mình đi giải sầu cũng được, mình đi xả chết cũng được, các anh em đi đâu cũng được hết. Tại vì sao? Tại vì các anh em có quyền, tại vì mình góp lúa là mình có quyền anh em ạ. Và đây là một cái kỹ năng ENE của con DK, một cái kỹ năng có tên là Monlash nhá. Cái hướng cộng Boeing để mà mình farm một cái kỹ năng này, mình dùng cái kỹ năng này cho nó tuyệt đối nhất là các anh em cộng nè, Angi và ENE. ENE là cái đam chính, còn cái Angi á là một cái bổ trợ cho chúng ta lấy tóc, lấy thủ. Tóc chúng ta càng cao thì chúng ta kích quái càng lẹ, tại vì chúng ta có được một cái đam, đam chuẩn đó là ENE, có được một cái công cụ tốt để chúng ta kích quái tốt nữa. Thì mình phối hợp vừa là win nè, mình phối hợp nhẫn dây chuyền nè, mình phối hợp là công cụ, phối hợp là đại quỷ, thì chúng ta cho ra một cái lượng đam là to nhất có thể. Còn set đồ là bổ trợ chúng ta bên HP, bổ trợ chúng ta bên thủ nha. Nếu mà anh em có khả năng có lúa lên được cái bộ đồ như gì thì các anh em sẽ có một cái cảm giác nó rất là feel. Không phải là mình lên như gì là mình chùm được server nha. Ở đây chỉ là farm tốt, BK tốt và đi bot tốt thôi. Vừa nói chuyện là chúng ta nhặt được một viên B, rất là may mắn nha anh em. Vừa làm clip vừa nói chuyện review cho anh em nhặt được viên B. Nếu mà các anh em vào trong server hoàng gia này, các anh em qua bên một cái sub event, event hiện tại bây giờ ngọc nó sẽ rơi như mưa. Nếu mà các anh em có người bảo kê thì một ngày các anh em kiếm là đâu đó 10-20 viên là chuyện bình thường, nhưng cái đó là cái chuyện random chứ không phải là 10 bê 20 bê nha. Nó sẽ ra cho chúng ta là cờ ghe, cho chúng ta trao ra là like nè, ra sụt ra bê, nó sẽ ra random. Và chỉ duy nhất cái con game là LOK2 là cái con DK đi theo cái hướng phép mà có thể là BK được. Những phiên bản khác cái con DK mà đi theo hướng phép á thì nó chỉ là HP cho nó to thôi, còn để so ra cái lượng đam thì nó không có được đam to lên cho máy. Vì là nếu chúng ta lên một cái xe sành cao, anh em chơi khoảng tầm khoảng xe sành 15 đảo lên thì DK nó cũng có đi theo hướng ENE, là chúng ta có thể là dùng cái kỹ năng là dạng kiếm quy tâm, nhưng mà không có nó lên được cái độ nguy hiểm của nó. Nếu mà lên cao thì cũng phải dùng đi bên là DK chiến. DK chiến mình đi là chọt gió lửa thì nó sẽ đam to hơn. Nếu mà có nghe được cái clip này, có xem được cái clip này thì các anh em nhớ theo mình bước qua cái con game lock thì cứ việc con DK cộng theo hướng ENE phan tới anh em đam to tuyệt vời luôn. Nếu mà nói về cái hiện tại server hoàng gia, nó to, nó đứng ở vị trí thứ nhì so với cái con là DL. Hiện tại mình thấy cái con DL đam của nó cực kỳ to, không có cần bản đồ gì hết, đồ shop, đồ gen thôi, nhưng mà cái đam của nó lên là 60-70k, không bổ trợ vũ khí, không bổ trợ win, không bổ trợ là đại quỷ hay là nhẫn dây chuyền gì hết. Nếu mà nó có kèm theo những cái đó thì đam của con DL mình thấy là cực kỳ to, nhưng mà đổi lại HP của nó sẽ mỏng, thủ của nó sẽ yếu nha, được cái này nó sẽ mất cái kia. Còn các anh em chơi cái con DK phiên bản này thì các anh em sẽ công thủ dạng toàn,
nó không cần bút của ai hết. Còn các anh em chơi những con clash khác trừ con DK ra thì phải nhờ cái con DK nó búp, nếu mà không có con DK búp HP anh em không có được dày, không được dày thì vào trong đây các anh em không biết đường cộng, phản các anh em lại to thì các anh em không bơi ca được, các anh em quạt người khác là các anh em tự ngã thôi chứ không khi nào mà đứng được đâu. Nên vào trong đây cái trải nghiệm thì các anh em nên chọn cái con DK mà để mà mình trải nghiệm trước, vì cái con DK đam nó đã to, farm tốt, bơi ca khỏe thì các anh em không có bị chán, không có bị quăng game. Còn nếu mà chơi theo một cái cách đam mê con clash của mình đầu tư đúng con clash của mình á, thì các anh em chơi con nào cũng được, mình không khuyên, mình không chỉ, tại vì cái đó là các anh em bỏ tiền ra, các anh em chơi thấy có đam mê nên là không có thể mà xúi anh em cái cách của mình được. Cách của mình đó là mình chỉ hướng dẫn chia sẻ cho các anh em chơi cái con nào tốt nhất, con nào vào trong đây không có bị mà flop, là không có bị mà delay anh em đái BK mình luôn rồi anh em à. Mình không có búp HP lên là BK mình rồi ngã ngang luôn, thấy chưa, tội lỗi chưa. Như vậy mình có nên chặn cổng thằng này không nhờ, búp cho một cái cho con sum nó đi quậy nha anh em. Thì như vậy mình đã tiếp tay cái con sum mà hạ cái con DK rồi anh em à. Nói về sum á, thì đam nó cũng vẫn to bình thường nhưng mà nó không có vượt mặt được cái con mà DK với cái con mà DL được nha. Nó cũng vẫn to, vẫn khỏe hơn các con clash khác. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video clip lần sau nha.